phải đấu, nó hơi có đấu thì nó phải xoay ốc. Con này thì em bán quá nhiều rồi, con này là con đờ nông SC 104 8 ôm 60 mắt coi nhá. Con này thì em bán quá nhiều rồi, em bán đến 3-4 đôi rồi. Chất âm thì quá hay luôn. Đấy, cái này thì em bán quá nhiều rồi. 5.1 có đây anh ơi, âm ly 5.1 có thứ có ấy, tí em lên cho. Cặp này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, đấy, cặp này thì em bán quá nhiều rồi thôi nhá. Sơ đồng quá tốt luôn. Đấy. Nói chung là bác nào mà chơi gia đình và thích tên tuổi và hợp lý giống là cổ cổ như thế tham khảo em này. Đấy, bao cân cho các bác rồi, không gì phải nghi ngại luôn. Giá 3,5 củ nhá, vẫn bán như mấy đôi trước thôi, đôi này cũng còn rất là đẹp luôn nhá. Đấn ông SC 104. Đấy, đây. Và liếc thùng chiếc đô này có thùng vách các thứ thì siêu đẹp luôn. Con này tí cho các bác xem thôi. Guitar một lát anh ơi. Hôm nay em lên chắc lên ít ít thôi, nhanh nhanh. Chủ nhật. Đấy. Mã này là mã số 431 nhá. Cặp này thì để đang để cho bác giá là 3,5 củ, nó rất là hợp lý cho bác chơi rồi. Đấy. Mã này là mã số 431. Đây, cho bác kích thước, quên mất. Kích thước rất hợp lý chơi gia đình. Cái này em bán mấy đôi rồi mà. Cao nó 59. Đấy. Chiều ngang của nó là 30,03,04 đấy, chưa được 30,05 đâu. Còn chiều sâu của nó là 25. 3,5 triệu cô nhá. Đấy. Mã số 431. Cặp này nó cũng đẹp luôn. Bác nào chơi cặp này cũng được. Ok. Cặp này em bán mấy cặp rồi. Cặp này thùng nó siêu đẹp luôn nha các nhá. Đó nó SC 104 đấy. Cặp này siêu đẹp luôn, dòng là cổ. Đây, là đẹp luôn. Đấy. Ôi. Con này nó mất mất một cái nút hai cái nút chỉnh chỉnh ấy này. Cái đấy thì chả ảnh hưởng đâu cô nhá. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là đôi này quá đẹp rồi. 3,5 củ.